Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục series Kanbai. Và đây là... hình như đây là tập 10 đúng không nhỉ? Đúng rồi, hình như đây là tập 10. Đây. Đây thì mình đã tem thêm một con Allosaurus nữa. Đây, cái con đây là cái con đầu tiên mình tem nè. Đây là cái con màu đỏ nè, đây. Đây, còn đây là con tem sau. Mình cũng bắt gặp nó tem lúc 2 level 290 luôn ấy. Mình tem giữa hai tập, tại con này là mình tem rồi nên mình không có quay tiếp cho anh em coi. Đấy, và khi là mình đã mà book được tem được hai con alo, một con level thấp, một con level cao á, thì mình sẽ này, mình sẽ book được cái nội tại, cái khả năng bày đàn của nó. Đó thấy không, hai con nó gáy thấy không? Đó. Đó. Nè, anh em thấy con của mình đang gửi là nó có cái gì có hiệu ứng như cái con hiệu ứng lửa không? Thấy không? Đó là cái hiệu ứng của con đầu đàn á, tại vì con này là cái level của nó cao hơn nên là cái nó được phép đến được chọn là đồng làm đồ hành đàn. Đi theo tao nè để mình test sức mạnh của nó cho anh em coi. Con này nó chỉ có đi theo đầu đàn, đi theo đàn rồi nó mới bá thôi, chứ nó đi đơn độc thì nó cũng bình thường à. Coi con có chiếc kem. Wow, chiếc kem 300. Quê ngon rồi nha, ngon. Con chi ke ở nhà mình lúc tem nó chỉ có 270 với 290 thôi. Đó, wow lên trời anh em ơi. Đấy, mình ra lệnh cho đàn em cắn. Trời, mình cắn theo cái kiểu mà đèo đầu đàn á anh em. Mình cắn cái hiệu ứng mà chảy máu á, rồi anh em coi con Proton nó rút máu rồi. Đấy, cắn luôn. Ồ, anh em coi phê chưa? Phê chưa? Đấy, đây thì theo các nhà khoa học á, ở ngoài đời á thì lần cắn con alo rồi nè nó không có quá mạnh đâu. Đấy, đây còn cái gì, nên là nó sẽ cắn theo một cái kiểu khác, nó sẽ cắn theo cái kiểu là ở hàm trên á nó sẽ đẩy một cái lực xuống, chứ nhưng nó không có cắn theo bình thường, cắn mình theo bình thường kiểu như là cắn mà nó nhai ngốn nghiến á anh em. Nhưng mà con Elo thì người ta coi là cái lực cắn của nó không có mạnh nên là nó đã sử dụng kiểu như cái hàm dưới, cái hàm trên của nó đã sử dụng cái hộp sọ của nó này không? Đó nó không? Nó sẽ sử dụng cái hàm trên của nó gập xuống cái luôn. Đấy, còn bình thường nó cắn bình thường nha, đó không? Nó cắn vậy. Đây. Đấy. Vậy trong game là nó vậy, nhưng mà ở ngoài đời thì con Elo nó không cần phải có đàn đâu, nó vẫn có thể làm được. Đấy, khá là mạnh luôn đấy. Uầy, một cắn chết luôn. Về có đàn là khác liền chứ à, chứ như con alo lúc trước mình đem ấy. Thì nó bị nguyên một đàn stego với một con proton nó cái giết chết luôn. Đấy, lúc đó là do nó chưa có đàn thôi, còn bây giờ thì nó đã có đàn rồi. Đấy, phải có cái hiệu ứng đầu đàn thì nó mới có thể cắn như vậy được cho em. Đấy, con Mara này sao trâu quá nha. Đấy, cắn khá là nhanh luôn. Đấy, thù cắn phê chưa. Đó, chắc chắn là mạnh hơn cả con Raptor, con Kano rồi. Mình cũng nhiều. Alo, hình như theo mình thấy thì nó sẽ mạnh, nó sẽ yếu hơn một con T-Rex nha anh em. Và con T-Rex theo mình thấy thì nó sẽ yếu hơn con Megalosaurus. Và con Megalosaurus sẽ yếu hơn con Spino. Và con Spino là sẽ yếu con chùm cuối là con Gigantosaurus. Đấy, thì trong game nó vậy đấy. Còn anh em nói là tại sao là Spino lại mạnh hơn Rex, và Rex là sao, tại sao lại yếu hơn Spino, tại vì á cái con Spino thì nó không có khỏe gì. Cái chỉ số của nó không có khỏe bằng cái con Rex thì là thiệt đấy. Nhưng mà nó có khả năng là đứng dậy á, nó di chuyển, nó đánh rất là nhanh luôn. Đấy, thì anh em cứ cho là đam bé đi, nhưng mà anh em đánh nhanh rồi, thử coi đam bé mà tốc độ đánh nhanh thử coi anh em sẽ thấy như thế nào. Đấy. Đấy không, nó cũng khá là nhờ nó. Nói chung mình theo mình thấy là nó mạnh hơn. Với lại trong mấy cái server mà PvP á, người ta ít chơi sao xài Spino nhiều hơn. Đấy, chứ ít xài Rex, tại vì Rex nó chậm chạp lắm. Nó mạnh thiệt đấy nhưng mà nó rất là chậm chạp. Còn Spino thì nó có thể vừa tấn công nè,
phòng thủ của nó thì khá là ổn, với lại nó có khả nếu như mà có chuyện gì á thì nó có thể đi xuống nước là nó sẽ được cái hiệu ứng bút ở dưới nước, tại vì nó là con khủng long sinh sống ở dưới nước mà, nó sẽ được cái hiệu ứng bút ở dưới nước mà nó sẽ chạy rất là nhanh luôn. Nó sẽ được tăng thêm một ít giáp nè, một ít sát thương nè, với lại tăng thêm một tốc độ rất là nhiều, khủng khiếp tốc độ chạy luôn. Nó chạy một cái dèo nó có khi nó cũng bay chạy nhanh hơn cả một con khủng long bay đó anh em. Có khi nó sẽ chạy còn nhanh hơn cả một con khủng long bay nếu anh em tăng cho nó nhiều speed. Nhiều speed là tốc chạy. Thì ok, không làm màn nữa thì tập ngày hôm nay thì thôi mình đi gọi agent đi. Thì mình sẽ tem cái con tem vợ cho agent ở nhà mình nha anh em. Đấy. Đây đây. Đây. Trong mấy tập lần trước các anh em cũng biết là trong nhà mình nè, nó có một con agent female nha anh em. Level thì cũng bình thường thôi, không cao lắm đâu. 280 nhưng mà cũng được rồi. Đấy, 300 thì nó ngon quá, nhưng mà 300 thì rất là hiếm. Đấy. 280 thì nó cũng ổn, nói chung là cũng ổn đi. Đấy, sao cứ mình không hiểu tại sao là trong nhà mình lúc nào cũng có cái cây này hết, ngộ nghỉnh đấy. Mình trồng như vậy, mình đã xây cái nhà như vậy mà nó vẫn có cái cây nằm ở đây. Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Đâu, again đâu em ơi, đó, đây đây đây. Đấy, 280 female, đấy. Này là chị da đen nha anh em. Đấy, chị da đen, cưới chị da đen cho con agen cho nhà mình. Và chắc là nó là con hú may mắn thứ hai trong nhà mình luôn ấy. Đây, chắc là nó là con hú may mắn thứ hai trong nhà mình luôn rồi đấy. Đấy, giờ trời tối nha, 11 giờ rồi. Thôi mình sẽ đi ngủ một cái đi, rồi làm gì làm tiếp. Rồi làm gì làm tính sau, đấy. Chứ giờ tối có ai mà chơi buổi tối. Ở trên PC thì anh em không có thể chỉnh được cái thời gian buổi sáng và buổi tối. Ở trên PC thì nó có thể chỉnh được. Anh em kể cả anh em chơi đơn nó cũng, anh em vẫn có thể chỉnh được. Còn trên PC, còn trên Wii không. Nhập hành nó không. Khi nào mày chơi on đi là mày mới được phép chỉnh. Đấy. Nhập hành nó vậy đó anh em. Đây thì hôm nay tem again thì mình sẽ hướng tem bằng thịt đùi cũng được, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm cái bồ cho Agin ăn để cách tem nha anh em. Hay mình nhớ hình như là con Agin này nó ăn cái bồ Stego. Cái bồ Stego thì cần phải có này, mình lấy một ít chanh này. Đây là cái khu vườn nhà mình anh em, đó không? Mình đã xây nốt cái nóc rồi không? Trong thời gian như hai tầng mình sẽ xây nốt cái nóc. Đấy. Đây là nước mình đã xây luôn cả nước mình cũ thì phần trước mình cũng có hướng dẫn anh em rồi. Mình không hiểu tại sao cái này nó bị lỗi hay cái gì anh em à. Nó không có chảy nước nè anh em, coi nè, nó không có chảy nước. Nhưng mà nó vẫn có nước nha. Đấy, cái cây của mình nè, anh em coi của dòng Water là 39 sạc 400 nè. Cái này là nó là dạy của game rồi. Đấy, anh em làm như thế nào thì nó cũng không có lên được 400 đâu. Vậy đấy. Cái này hình như là nó lỗi hay cái gì á. Không sao. Này, mình sẽ hướng dẫn cái lên tem bằng kíp bộ. Tem kíp bộ thì nó rất là nhanh, nó siêu nhanh luôn nha anh em. Nên mình coi mình có cái trứng Stego nè. Ovi rất to nè, Proto nè, trứng bò cạp, hù trứng bò cạp quá trời luôn, tha hồ và tem ếch với tem con cốc mía với con red Titan bo nè, Picho nè, Ankylo, Benga con nít này, Te nè, Diplo nè, Bachi nè, Again nè, Proto nè, Spino nè, ở đây, trứng Stego đây, trứng Gigan nữa nè. Quá trời trứng Proto luôn. Thầy mình nhớ hồi đó là mình có rất là nhiều cái trứng của Stego luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao mình kiểm tra lại nó cũng nó còn không cái trứng. Chắc là nó cái trứng khác nó bị hư hay là nó bị sao ấy. Đấy anh em lấy một cái trứng nè, cái anh em lấy cái miếng nè. Đây cho anh mình cho anh em coi nè, cái này là anh chăm cách phân biệt nè. Đây mình lấy cái này nè. Đây. Đây mình lấy cái này. Thì đây cái miếng này nè, cái cơ biến mà có King Miyazaki này nè. Đây là một cái miếng thịt thường này nè, cái miếng thịt này nè là nấu ra không xông khói, cái đây là cái miếng thịt này nè, nó xông khói ra. Đấy, nên là nó sẽ có hình dạng như thế này nè. Đấy, còn đây là cái miếng thịt đùi nướng nha nè, cái miếng thịt đùi nướng nhưng mà nó xông khói ra. Đây nó có một cái chữ rim nè, có rim là Miyazaki là có nghĩa là thịt
thịt khói hiệu thịt thịt thượng hạng sông khói anh em, thịt đùi có nghĩa là thịt thượng hạng đấy. Trên trên Arca Dodo Z thì nó dịch ra là vậy chứ mình cũng không biết là nó nghĩa là gì. Đây anh em bỏ cái miếng thịt đùi sông khói vô nè, cái chanh nè, đây rồi anh em bỏ thêm hình như là phải có trái tím không ta, không nhớ nữa, không nhớ rõ, phải có fiber nữa. Đây fiber, đây nhà mình có rất là nhiều fiber, đây fiber đấy. À vậy là còn phải cần phải có trái tím rồi, còn phải có trái tím này, trái tím, trái tím, trái tím mà hình như chắc là con voi của mình có, chắc là vậy đấy. Thộ con voi của mình nhóc trái tím luôn, không phải ít, một đống khiếp, con voi quá ghê gớm. Thì hôm nay team Agen, thì hôm nay mình định là đi team con khác cơ, nhưng mà mình thấy con Agen này nè, nó dặn chuyển đồ ngon thiệt đấy, nhưng mà nó quay cái cấp độ 3 của nó này nó chậm quá là chậm đi, nên là mình sẽ quyết định là đi team Agen đấy, team vợ cho Agen là giải phối luôn. Thì cái con Agen, cái trứng của nó khá là khó ấp nha nè, nó cần cái nhiệt độ, cái nhiệt độ mà ấp khá là hấp, nó cái trứng nó khá là dễ bị nóng á nè, ấp khá khó. Có hai cách để mà anh em ấp, không phải có ba cách để mà anh em ấp. Thứ nhất là anh em đem vào dùng tuyết, tuyết lạnh á, anh em kiếm chỗ nào an toàn anh em ấp nó, cái anh em chờ nó nở ra, anh em cho nó ăn rồi cloud nó, rồi anh em te le nó về, te le nó về nhà. Thứ hai là anh em xây thật là nhiều cái máy ấp trứng, cái máy lạnh, còn lạnh, còn không thì anh em tem cái con dime cho don á, thì cái con nó có thể làm ấm hoặc là làm lạnh cho con thú, cho con thú baby, không phải cho cái trứng, hoặc là cho anh em cũng được, con thú đó là con thú giữ ấm á, hoặc là con nó gọi là vú mẹ cũng được đấy. Hoặc là anh em chờ buổi tối, trời cái khúc nào trời lạnh á, thì anh em quăng cái trứng ra đó thôi, hên xui. Thì cái trứng Agen thì nó khá là khó ấp đấy, mình nói thiệt, cái trứng Agen thì nó khá là khó ấp vậy đó. Vẫn chưa được à, thiếu gì chà, hay là cần cà rốt hay là khoai tây, thiếu gì ta không rõ nữa. Đây để mình lấy hết từng loại một luôn. Ở đây mình full slot rồi, full slot chồng rồi, full slot chồng rồi. Đây mình lấy hết. Mỗi cái kiếp bò, loại là kiếp bò thì nó chỉ cần một cái loại trái cây, cây trồng riêng thôi, chứ nó không có cần nhiều loại đâu. Cái này không phải, thôi mình bỏ bừa vô đi. Ờ, không phải luôn. What the. Để mình lấy lại hết tất cả. Ảo thôi nha. Ảo hết đây. À được rồi, được rồi, được rồi. Trời, hình không giờ thì chứ cái này nó bị cái gì mà nó lỗi hoài luôn, mình không hiểu. Không hiểu tại sao mà nó bị lỗi. Không hiểu kiểu gì luôn mà nó lúc ngày nó cứ bị lỗi. Mình chỉ có một cái trứng Stego thôi, mà chỉ làm được có một cái kiếp bồ thôi. Đấy nên... Trời ơi, anh em coi cái con mà Diplo Phosphorus của mình nè. Trời ơi, mình cần coi nó đẻ nè. Nó đẻ mà trứng mà nó chất là chầm, chất đấm luôn á. Kiếp bò và Ste, kiếp bò và Dilo sau đó thì lấy tem anh kilo với Doe nha anh em, anh kilo với Doe. Đó để mình coi coi, lấy một cái kiếp bò Stego mà. Kiếp bò á, theo mình thấy thì anh em không cần phải cho thú ăn, không cần thiết, nó thiệt luôn mà nó không cần thiết. Anh em để cho con baby nó ăn để mà nó, anh em cho con baby nó ăn để mà nó in-rim cho nó làm cái những điều mà nó muốn, mong muốn á đấy. Thì con baby á thì có nhiều lúc thì nó dở trứng á, có lúc thì nó muốn vuốt ve nó nè, có thứ hai có lúc thì nó muốn chắc nó đi chơi nè, còn không thì phải đút làm chiếc bồ đút cho nó ăn đấy. Thì làm chiếc bồ là cái thứ mà theo mình thấy thì nó khá là khó, chắc là nó khó thứ hai sau cái việc mà đi đi tem titan với lại đi thằng á, đi hầm ngục á, đi full cái hầm ngục á đấy. Làm chiếc bồ thì nó khá là khó, anh em phải cần trứng.
Nói chung thì nó không có khó lắm đâu, nhưng mà anh em phải, thứ nhất là anh em phải hụt công thức nè, thứ hai anh em phải có đủ nguyên liệu mà, và thứ ba anh em phải có trứng. Đấy, mấy cái đó nó mất thời gian thôi, chứ nó không có gọi, không có cái gì đâu gọi là khó. Đấy, nên là thôi mình sẽ tem con Agen này không dài chồng gì nữa, rồi sẵn tiện qua tem luôn con Chike luôn cũng được. Quay ngu ơi, thằng ngu kia, ngu này đấy. Thì mình đã học được cái súng này rồi nha anh em. Đây anh em cho anh em coi nè. Đây mình đã học được cái súng long nách ray đấy, long nách, long nách hay là long nách gì cũng được hết. Đấy, đây mình học được luôn cái đạn ngủ rồi. Nó không sao, mình tự đây mình đã được phép sử dụng rồi, không cần phải bắn nỏ hay là cung nữa. Đấy. Và cái cây súng này thì nó sẽ có một cái, anh em bắn một cái đạn ngủ thì nó sẽ có một cái hay là đam nó bé nhưng mà tua nó lên rất là cao. Đặc biệt là anh em xài đạn ngủ mà sứa nha anh em, xài đạn sứa, xài bằng đạn hoặc lọc sứa. Anh em coi coi. Rồi sắp rồi. À nó đang tụt, bắn từ từ thôi, không thì bắn bằng cái đạn ngủ này bằng cái súng thì nó không bao giờ anh em đừng có sợ nó chết. Thầy con nó không, nó không có chết đâu, nó khó chết lắm. Còn cái ghi con áo con ăn con khủng long nào mà nó quá yếu máu rồi nó mới chết, chứ bình thường thì nó khá là khó chết. Đấy, đấy, nên là anh em cứ bắn bình thường, bắn tự tin thì không cần gì hết, nhưng mà anh em bắn phải chờ cho nó lên turbo đúng lúc nha anh em. Chứ mà anh em để nó mà nó xỉu rồi hay là turbo của nó lên rồi, lên đầy rồi mà anh em bắn thêm cái nữa nó bị tụt level á. Tụt level thì nó sẽ bị, nó không được cộng nhiều level, nó không, nó bị tụt cái level cộng, được cộng thêm á anh em. Ví dụ như cái con mà anh em tem một cái con gì đó 300 thì anh em sẽ được cộng thêm 145 level nữa. Ở đây mình hết củi nữa. Mình nung me như mai tòn từ đó, từ hôm, từ cái tập mà mình tem con Ankylo tới bây giờ nó vẫn chưa xong á anh em. Nung khá là lâu luôn. Anh em phải có, sau này vào đi rồi mình làm cái lò nung metal X20. Đấy, nung một lần 20 cục metal luôn. Đấy, đây có cái kiếp bộ Stego nè. Đấy, một cái kiếp bộ Stego. Vô đây một cái kiếp độ chắc chắn không đủ đâu, nên mình sẽ kill cái con Roto này. Đấy, được 3 cục. Giờ mà đi, đang đi mà thấy trứng Stego thì ngon quá ha. Nhưng mà nó chỉ là giúp mơ thôi, nó chỉ là giúp mơ. Megalodon hôm giờ mình cũng chưa kiếm được con Megalodon nào để mà cao để mình tem á, mà phải là female nha anh em, chứ con cá mập nhà mình thì nó đã đực, nó đực rồi. Bọn khủng long thì nó không có đồng tính, không có chơi đồng tính đâu. Cái gì đây này wow, chết cha, thời tới cả không kịp anh em ơi. Đâu ra lại có một cái trứng Stego đây thế nhờ. Ngon lành luôn, mới thôi em xin nha. Em xin cái trứng Stego nha. Đấy, thế là lại có thêm một cái kiếp bộ nữa rồi anh em ơi. Ngon lành luôn. Tự nhiên được, tự dưng được trời hương rồi chứ. Đúng kêu tự dưng luôn. Nó thật không biết tại sao. Thiệt luôn ấy, mình đang cần một cái kiếp bộ, mang cần một cái trứng Stego cái ông trộm cho luôn. Hoặc là nhà phát hành game, nếu như họ biết, nó không nghe thấy. Chắc là do mình hên thôi. Đấy, nên là sẽ hai cái kiếp bộ chắc là cũng gần nửa cây á. Nữa, nó bị lỗi nó nữa. Nó cứ bị lỗi đó là sao nha. Thiệt luôn á, hề luôn, không hiểu kiểu gì. Lúc nào nó cũng bị lỗi nó. Hôm giờ cái này, cái bíp này nó bị cái gì nè. Hoặc có thể là do cái game này nó bị lỗi chăng. Ơ kìa. À quên mất, trời ơi. Tự nhiên nó hừa cho game lỗi. Mình quên cái miếng thịt công sao không khói. Trời ơi. Ui, con sông quê. Đúng luôn á, đúng luôn là con sông quê á. Mình cứ để cho nó đói vậy anh em.
Thì còn Agen á thì nó sẽ tỉnh là cái turbo của nó tụt khá là lâu đấy. Nó cũng giống như con dâu vậy, turbo của nó tụt rất là lâu luôn, nên là không sao hết. Đây mình coi, mình nhé nhé cái chỗ này rất là hay spam cái mặt nè, cái hậu dưới giữa của mình nè. Đây là con Megalodon nè, đúng không? Trước nè, level giờ 444 rồi không? Đẹp, tối đẹp chưa? Đây, 2 giây nữa. Đấy, thêm hai cái kíp bồ đấy. Đây, mình đã chuẩn bị thành không xâm khói này. Đấy, mình cất vào tủ lạnh, sau này xài. Đấy, thế là ngon rồi, ngon rồi. Tự dưng được cái trứng, ngon nha. Chà, không có gì hết. Cái tụi Stego ở nhà, ở khu nhà mình á anh em, ở cái đảo này nè thì nó đẻ khá là nhiều, nhưng mà mình giết riết cái nó không còn con nào hết, sao không đẻ. Úi xồi ôi, hai phát luôn, xong luôn, ngon, dễ dễ lắm. Đi theo tao nè, đấy thôi giờ ra phối thôi anh em ơi, phối thôi. Đi theo. Con Agilote nó đi theo luôn. Đi đường này này mà xong mày chui vô trống làm cái giống gì vậy? Cái gì nó vậy? Hả? Cái giống gì vậy? Bắt đầu nó bị cái gì vậy? Sao nó lại có thể bay qua đây được hay nhỉ? Đi theo tao nè. Đi tao ở đây nè, cái con chim mà nó ngu thế à, nó ăn cái gì mà nó ngu thế không biết. Nó ăn cái giống gì mà nó ngu thế trời. Đây con chike nè, đây hay mình sẵn mình tem luôn cái con chike này đi, còn thời gian còn dài mà, thời gian còn lâu mà. Chike thì nó ăn chip bột của Kano nha anh em. Kano hả? Kano có trứng không nhỉ? Chết rồi, không có trứng Kano rồi. Cái trứng của con Kano thì nó rất là đen nha anh em, nó đen xì lì luôn. Đây mình làm thấy con khủng long mình kiểm tra coi con nó có trứng không. Hy vọng là có trứng. Có trứng đi cho tao vui, không có trứng luôn. No có. Có không? Không luôn. Không con nào có cả. Thật là buồn thật sự. Đúng buồn luôn ấy. Không có luôn. Kỳ trời. Có cần thiết phải như vậy không? Con voi của mình thì chắc nó không có chó trứng đâu. Ui ui, bị gì vậy? Sao ăn hết thịt luôn rồi? Có trứng không? Không luôn. Không con nào có cả. Có trứng. Woo. Ủa? What? Con cá heo của mình nó có một cái trứng Stego. Why? Sao mày giờ mày không nói tao sớm? Trời ơi, không nói tao sớm. Trời, để tao đi kiếm tao mệt chết mẹ tao luôn. Mà không sao. Đây. Đấy, nung lên. Này, bỏ trứng vào. Ở đây đầy slot rồi. Đấy. Vứt hết trái cây đi. À hình như là cái con, cái kiếp bộ của con Kano này thì nó sẽ không cần thịt. Nó sẽ không cần thịt nha anh em, cần thịt không khói nha anh em. Nó sẽ chỉ ăn, nó chỉ cần cái thịt này thôi. Theo mình nghĩ thì chắc là con Chike ấy thì cái yên level của nó thì hấp là khắp thôi. Đâu mình coi Chike đâu. Chike chi nè. Đây có level 16 rồi.
đấy, yên level của nó khá là thấp. Nhưng mà cái level đấy thì người ta thường là người ta bận đi farm. Đi farm cái level đấy là cái level khó cực, rất là khá là khổ nha anh em. Phải đi farm rất là nhiều. Phải đi farm rất là nhiều luôn, nó vào 16. Đây. Mà trong khi đó cái tủ để làm hình không khói thì nó ở tới level 18 rồi. Nên là nếu như mà nhà phát hành kiểu như là người chơi mà có nhặt được trứng của Kano á thì không cần thiết phải không cần thiết phải làm xông khói để nấu đâu. Đấy. Thì cái game này á thì nó kiểu như là đây, nó tem theo nhiệm vụ, nó tem theo từng một từng cấp độ á anh em. Đây. Có con heo, con bara nè, con ngựa, con rùa nè. Cái trứng của con rùa thì sẽ tem con Broto. Trứng của Bachi tem con gì thì mình cũng không nhớ, trứng Raptor thì để tem voi. Trứng của Chike thì để tem cá sấu, trứng của Citergo thì để tem Agen. Nói chung thì anh em tem con gì anh em đừng có sợ là nó lỗ, nó bị lỗ, nó bị phế này nọ. Thì sau này anh em chắc nhất anh em muốn tem nhanh những con sau này thì em nhất định phải cũng phải cần tới nó thôi. Tại vì mỗi con thì nó sẽ ăn một cái chi bò khác nhau. Nếu như cái con mà anh em đang tìm tem thì nó ăn chi bộ con đó thì coi như là không sao hết. Đấy, nói chung là game thì nó tự thiết kế được cho nhau hết rồi. Con nào level đầu á thì sẽ cho tem để farm, còn không thì để làm chiếc bò cho những con sau. Ý, nó hút. Đấy, hút hậu ơi. Không máu luôn. Lên đây. Úi xài ơi. Dễ lắm con ơi. Sao ở đây bây giờ nó spam một đống Stego luôn á nha. Hồi nãy kiếm thì chả thấy con nào. Đấy, mình cứ để cho nó đói thôi. Một cái kiếp bộ à chứ Cano thì chắc là nó không có đủ đâu. Đấy. Một cái kiếp bộ Cano thì chắc là không có đủ đâu. Nên là mình sẽ thấy heo một ít trái cây. Đấy. Đấy thì con này anh em đừng có nói là tem con nào nó coi. Con phế tiện tem. Đấy nên là con nào thì sau này nó cũng phải cần phải có thôi. Không cần sử dụng thì cũng phải cần để làm chiếc bộ thôi. Còn nếu anh em không cần thiết thì anh em có thể đi kiếm trứng. Nhưng mà trứng thì nó hơi khó kiếm đấy. Chỉ có những con mà nó có nhiều thôi nó mới đẻ trứng nhiều thôi. Hoặc là những con đi học cặp. Điều theo cặp mà nó có trái tim á thì nó mới đẻ trứng nhiều thôi. Còn những con mà nó đi một mình còn không thì nó spam ít thì kiếm cái trứng của nó thì rất là cực luôn. Kiếm cái trứng của nó thì rất là khổ. Chết cha chưa. Mình quên lấy trái cây rồi chứ. Đây. Rồi này. Lấy một ít. Cho nó ăn bắp luôn. Có gì đâu mà phải sợ, nhà đóng đồ. Giờ giàu rồi anh em. Nhà giờ tương đối giàu rồi. Chắc sắp tới chẳng muốn đi tem red quá. Tem red về đi. Ở đâu nhà? À bên đây. Sắp tới đi tem red đi. À. Hoặc là đi kem đấy. Ok. Ở trong thời gian giữa hai tập á thì mình sẽ chờ tem con này, chứ bây giờ thì chờ tem xong nó thì lâu dữ lắm, nên là mình sẽ đi phối agen đi. Đấy đúng rồi, phối agen đi. Đây thì con này là cũng level 300 đúng không, là 400 anh em để ý nha, 4500 máu đúng không, 300 cao với female tiếp đúng không. Đấy thì ở nhà dưới nhà mình nè, ở đây nè, đây. À không, à đây cũng là một con 300 luôn, cũng và cũng tiếp tục là female. Nhưng mà con này thì nó chỉ có 3225 máu thôi. Nó có đột biến cái gì khác hay không thì mình không có biết. Nhưng mà mình chỉ cần biết là nó máu trâu hơn thôi là được rồi. Cũng được, nói chung con nào thì có chỉ số cao hơn nhưng mà cùng level bằng level á thì mình sẽ tem đi. Đấy. Giờ mình cần một cái yên again. À, thiếu da Fiber với chitin hả? Đâu? Dạ.
fiber nè, ngắt keratin luôn. Nhà cái gì cũng hiếu hết, ngộ ngộ nghỉnh thật sự. Trời giờ không còn miếng keratin luôn trời, hết luôn à. Ok bà nó đi, mình chia sẻ hai con đi thôi, vì ráng chia sẻ cho vợ mình đi. Thời gian như thế tập thì mình sẽ đi vô hang á, mình kêu mấy con mấy con bọ cạp để mà kiếm keratin, chitin chứ lòng. Ôi nó có khi đi ra được không nhỉ? Nó đi ra được không ta? Thì mình do là mình lười á anh em, mình lười mình nó sáo cho nó đứng yên một chỗ. Không thì anh em kìa. Nó có thể đi ra. Ngồi nó cái chỗ mà nó có thể đi ra rồi. Có chỗ này nó đi ra rồi. Mình có thể nhét hai con vào đây được không nè? Có thể nhét hai con vào đây được không ta? Rồi thì chứ khổ. Bệnh suốt ngày luôn. Tới một bệnh này. Đây again này. Đi khoan. Coi coi. Nghe nó không có chui vô được. Có thể đứng chung không? Không rồi. Đi theo. Mình lời đứng hít sáo cho nó quá anh em à. Thì của mình chắc là lời đứng hít sáo cho nó. Lời đứng hít sáo cho nó lâu quá. Thôi để mình ráng đi. Mình ráng mình đứng mình hít sáo cho nó đi. Again thì nó phối khá là lâu á. Khá lâu á, khá lâu á. Bài thì nó vận chuyển đồ nè, đồ đạc gì đó thì rất là nhanh, nó rất là tốt luôn. Nó vận chuyển đồ khá là tốt. Nhưng mà nó bay, cái điểm yếu của nó là nó bay khá là chậm luôn. Again thì cái mọi cái thông số của nó đều tốt hơn con bờ te. Trừ cái đam, không phải trừ cái tốc độ bay thôi anh em. Con bờ te thì nó là gọi là chuyên về bay lượn này. Nó là chủ về bay lượn trên bầu trời à. Đấy, không thì nó đang phói nè. À mỗi lần phói thì được 1%. Lên từ từ anh em à. Thôi mình ráng mình chờ cũng được. Đó thấy không? Tụi nó chỉ cần đứng vậy thôi. Thì chắc đây là cái cặp gia đình mà may mắn thứ hai trong nhà mình rồi. Mà mình để ý hình như chỉ toàn là mấy con có trên bầu trời thôi, tụi nó mới có cặp thôi. Còn mấy con dưới đất thì tụi nó vẫn chưa có con nào có cặp hết. Chỉ có riêng con Alo thì tụi nó mới có thêm một đứa em thôi. Không phải gọi là đứa em, mình gọi là đứa em vậy thôi chứ tụi nó không có dòng họ gì hết. Tụi nó là hai con tem ở ngoài tự nhiên mà hai con đều không phải chung một đàn nha anh em. Những con Alo ở chung một đàn thì anh em có thể gọi nó là anh em cũng được, tại vì nó đi chung một đàn với nhau mà. Còn con này mình tem hai đàn khác nhau anh em, mình vô tình mình gặp thôi. Đấy. Chết chưa, con Agen này nó sắp sửa đi rồi. Rồi cái con Stego này mày mà đánh thử ra một cái con tôi chém mình cho chết luôn á. Hên này nó không có đánh mình nè. Hên. Đấy, đi xích xuống. Mày đi lên cái là chết tao luôn á. Mày đi lên một tí xíu, một bước chân nữa thôi là cái ống giao phối nó bước đại từ đầu là tao phải bằng thịt mày luôn á. Tao cho mày hành agent 7 món luôn á. Tao cho mày hành đại bàng 7 món đấy con à. Đừng có giỡn với tao. Tao chủ thôi chứ tao cũng hung hăng lắm đấy. Đừng có giỡn, mình có giỡn nhanh à. Phói thì đứng phói đi, đi đâu làm cái gì cũng biết, mệt mỏi. Đấy, sắp đầy ống rồi anh em ơi. Sắp đầy ống rồi. Đấy, xong rồi. Đấy.
Đấy, đấy, con ống à, tu hết hả? Đấy, thì cái trên cái con sau khi phối xong á thì nó sẽ có cái thời gian nè, là 4 tiếng. À, 4 tiếng 6 phút. Đấy. Thì anh em đừng có nói là 4 tiếng 6 phút nó lâu, anh em chơi anh em không để ý nó cũng qua nhanh lắm chứ không có là lâu lắm đâu. Đấy. Rồi, đứng im đi. Đứng im đi. Đấy. Ok. Đấy. Để mình đem ngon bỏ bên con này. Đấy. Đấy. Giờ thì đi thôi. Ấp trứng thôi. Ok, 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 ok. Khổ thế nhỉ. Đây, bật cái này lên. Đây, cái mình đặt nó ở giữa. Vẫn còn nóng hả? Vẫn còn nóng, vẫn còn nóng, vẫn còn nóng. Sẽ làm cái cam file đi. Ừ, làm cái cam file đi. Mình chưa có xây được, mình mới chỉ có xây được cái nhà thôi, chứ mình chưa có bỏ cái gì vô cái nhà hết. Nói chung là mình chưa có trang thiết trí nội thất trong trọng ấy. Đấy. Trời đất cơ, cái thời gian, cái lúc như thế này mà đi hết hết phần liên à, không phần liên ở đây này. Hết đá nữa hả? Này. Đấy. Đây đặt cái đặt ra ở giữa. Này, bỏ vào đấy ba cái lò luôn. Nóng khủng khiếp luôn. Vẫn còn nóng hả? Trời, vậy mà nóng hả trời? Trời. Nóng quá hả? Nóng quá chăng? Đó, 3 4 cái vậy rồi. Thấy không? Mình thấy nó này, mình thấy anh em nó thấy nó đúng không? Cái trứng agen thì nó rất là khó nó ấp luôn. Đấy. Nên là thôi, mình thời gian giữa hai tập mình sẽ nghiên cứu rồi đi. Sẽ nghiên cứu sau. Đây. Rồi, mình sẽ. Ô, cái con agen của mình đâu ta? Ô, nhớ rõ ràng nó ở đây mà. Oh, what the fuck, what the fuck it does? Cái gì thế này, sao con agen nó lại như thế này? What the fuck, sao nó lại đậu chứ anh chẳng? Game này giờ nhiều lỗi quá. Nó đậu nha anh em, chứ không phải là nó đang bay, nó đang đậu luôn ấy. Tắt đi, tắt đi. Đấy, tắt đi. Đây, tao sẽ cho mày giữ trứng con mày đừng có ăn giùm tao cái nha. Đấy. Ok. Mình sẽ kết thúc video tại đây đi. Hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách làm kiếp bộ để tem agen nè, hướng dẫn làm kiếp bộ để tem chike luôn. Đấy, và mình đã bắt thành công vợ cho agen ta viết ở nhà. Có thể nói thì nó là con hú thứ hai, may mắn thứ hai ở sâu trong nhà mình, chứ nó chỉ sâu cặp đôi bờ te nudon thôi. Đấy, và không biết là sau này mình có bắt cặp thêm được cho những con khác nữa hay không, thì mong là có, tại vì cái đời con nó sẽ rất là mạnh luôn. Mình có thể nhờ vả được cái tụi nó, chứ cái đời bố mẹ thì nó khá là yếu. Đấy. Đời con thì nó mạnh hơn đời bố mẹ rất là nhiều luôn. Đấy. Nên là thôi, hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye anh em nha. Bye bye.